Như vậy là vào ngày hôm qua thì Microsoft đã tổ chức một sự kiện ra mắt rất nhiều những thiết bị và tâm điểm nhất trên chiếc Microsoft Surface Laptop Studio. Được biết thì đây là một trong những chiếc máy nó còn mạnh hơn cả một chiếc PC ở thời điểm hiện tại, nhưng mà nếu như muốn sở hữu phiên bản mạnh như vậy thì chúng ta phải bỏ ra một cái khoản tiền rất lớn, và phiên bản Max Option của chiếc laptop này có thể lên tới 71 triệu đồng. Vậy thì cụ thể thông số ở trên chiếc laptop này như thế nào thì hãy cùng chú ý tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Tại sao mình có thể nói rằng đây là một trong những chiếc máy có hiệu năng mạnh hơn cả một chiếc PC ở thời điểm hiện tại, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về mặt hiệu năng. Cụ thể thì máy sẽ được trang bị con chip Intel Zen 11 ở trên hai option, đấy là i5 và i7 cùng các đồ họa RTX 3050 Ti với GPU GDDR6 4GB RAM. Nhưng có một trong những lưu ý nho nhỏ, đấy là chúng ta sẽ chỉ có các đồ họa rời khi sử dụng phiên bản chip i7. Và điểm qua đôi chút về option i7 thì tất nhiên với một cái bộ card đồ họa thì chúng ta sẽ có được một cái trọng lượng nặng hơn. Cụ thể thì ở trong option i7 thì chiếc máy này nặng đến gần 2 cân cơ, còn ở trong option i5 thì trọng lượng của nó chỉ dao động trong khoảng 1,7 cân. Chưa kể tính theo việc là sạc thì tất nhiên nếu như anh em để ý thì để có thể phát huy được tối đa hiệu năng của một chiếc laptop thì chúng ta sẽ phải đi kèm một cục sạc cung cấp đủ nguồn điện. Thế nên mình có thể thấy rằng với option i7 có thể chúng ta sẽ phải mang một chiếc máy khá là cồng kềnh với một củ sạc với công suất khá là cao. Thế nên tạm thời chúng ta có thể đánh giá rằng nó có mang tính thực tiễn cao hay không thì câu trả lời của mình đấy là không. Nếu như mà chúng ta hay di chuyển ra ngoài thì mình thấy rằng việc chúng ta mua option i5 nó vẫn là một cái gì đấy hợp lý hơn. Vì tất nhiên khoản tiền mà chúng ta bỏ ra để nâng cấp giữa hai option này nó là rất cao. Tất nhiên chúng ta có nhiều công nghệ hay ho mà, bỏ ra thêm một khoản tiền nó cũng là một cái gì đấy dễ hiểu, tuy nhiên phải xét dựa trên nhu cầu sử dụng của anh em. Thế còn về option i5 thì chúng ta sẽ sử dụng các đồ họa gì? Thì câu trả lời sẽ là các đồ họa Iris Xe, các đồ họa đẹp không còn quá xa lạ nữa. Với cái mức hiệu năng như thế này thì mình có thể đánh giá rằng có thể thôi nha là option i5 sẽ chạy mát hơn so với option i7, vì nếu như xét dựa trên một chiếc máy mỏng nhẹ như là dòng Microsoft Surface thì mình thấy rằng chiếc máy này sẽ không được trang bị phần tản nhiệt quá tốt. Thế nên chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở trong khoảng thời gian sắp tới để xem rằng liệu hiệu năng thực tế ở trên chiếc laptop này như thế nào thông qua một vài những video trên tay ở trên các kênh YouTube quốc tế. Rồi thì còn về màn hình thì sao? Màn hình ở trên các dòng máy Surface thì không phải nói quá nhiều rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ có một màn hình với tỷ lệ 3:2 với kích thước 14.4 inch đi kèm với công nghệ Pixel Sense Touchscreen với tần số quét đấy là 120Hz. Có thể đánh giá rằng chúng ta sẽ có được một chiếc màn hình phải nói là rất tốt. Chúng ta sẽ có được những trải nghiệm hiển thị phải nói là rất ấn tượng, vì tất nhiên thông thường những cái dòng máy đặc biệt là dòng Surface đem đến cho chúng ta những trải nghiệm hiển thị rất ổn luôn ở trong phân khúc tầm giá. Và tất nhiên đấy là chúng ta sẽ có được một ngôn ngữ thiết kế ở phần mặt trước nó không còn quá xa lạ gì nữa. Surface là một dòng sản phẩm tạp lai giữa laptop và tablet, thế nên chúng ta sẽ có một phần viền màn hình ở cả bốn cạnh nó khá là dày một chút để có thể sử dụng được ngay cả khi chúng ta dùng dưới dạng tablet. Ngoài ra thì phần màn hình này cũng rất linh hoạt cho chúng ta chỉnh giữa các góc nhìn khác nhau. Và mình có thể tạm thời đánh giá là nó sẽ đem đến cho chúng ta thứ nhất là về độ đa dụng. Tuy nhiên thì chả một ai cầm một chiếc máy nặng đến tận 1,7 cân để sử dụng như là một chiếc tablet cả. Đây là một trong những cái vấn đề được cho là khá ẩn số, không biết rằng là liệu chiếc máy này sẽ đem đến trải nghiệm sử dụng như thế nào. Và nên mình thấy rằng việc biến chiếc máy này trở thành một chiếc tablet đó là một cái gì đấy hơi bất khả thi với những trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta. Đặc biệt hơn, phần màn hình này sẽ hỗ trợ bút Surface Slim Pen 2 và chúng ta sẽ có hỗ trợ sạc bút. Điều này là một điều dễ hiểu khi mà chúng ta sẽ có được những trải nghiệm sử dụng tốt hơn dưới những tác vụ liên quan đến vấn đề thiết kế. Và điều này sẽ giúp chúng ta có được một trong những trải nghiệm sử dụng phải nói là rất ấn tượng ở trong phân khúc tầm giá. Tất nhiên là bỏ ra đến tận 36 triệu đồng thì không một ai muốn thiếu sót một công nghệ gì ở trên dòng sản phẩm của họ. Mình cho rằng cái này là một cái gì đấy đương nhiên và nên trang bị để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những dòng sản phẩm tới từ Apple. Và đặc biệt nhất đấy là ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có những thông tin cho rằng Apple chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm MacBook với con chip Apple M1X hiệu năng phải nói rất ấn tượng đi kèm với đấy là một ngôn ngữ thiết kế mới, thì việc đem đến những sự thay đổi này rất phù hợp ở thời điểm hiện tại. Rồi thì còn về pin thì sao? Với một chiếc máy mà có một viên pin phải nói là không thực sự quá ấn tượng, khi mà theo những thông tin mình tham khảo, máy chỉ có viên pin đấy là 58Wh và dung lượng thực tế là 56.3Wh, thì có lẽ hai chiếc máy này nó sẽ không sử dụng được thoải mái dưới những cái tác vụ, thậm chí là anh em có thể xen kẽ giữa việc game và thiết kế đâu. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đi kèm với củ sạc. Thì theo như một vài những thông tin mà mình tìm hiểu thì củ sạc với Intel Core H35 i5-10300H sẽ là 60W hoặc là 95W đối với con chip Intel Core H35 i7-11370H.
Tất nhiên là dòng chip H thì không cần phải bàn cãi quá nhiều rồi, nó là một dòng chip với hiệu năng cao. Thì những người dùng laptop không cần phải đòi hỏi quá nhiều, không cần phải than vãn quá nhiều. Những trải nghiệm của nó thực sự rất tốt. Quan trọng nhất ở đây trải nghiệm sử dụng thực tế dưới những tác vụ ra sao. Và thực sự ra mà nói thì Microsoft sẽ tối ưu cái mức hiệu năng này như thế nào thì tất nhiên như mình cũng vừa mới đề cập ở phần hiệu năng, nó vẫn đang là một ẩn số. Nhân tiện nói đến việc đấy là hỗ trợ các phiên bản bộ nhớ như thế nào thì chúng ta sẽ có hai option bộ nhớ RAM là 16 và 32 GB và bốn option bộ nhớ SSD, đấy là 256, 512, 1T và 2T. Đúng là một dòng máy dành cho những anh em thiết kế thì phải. Có rất nhiều những thứ hay ho, có rất nhiều những điểm nâng cấp về RAM cũng như là bộ nhớ SSD. Điều này thì sẽ dấy lên một trong những quan điểm, đấy là có thực sự chiếc máy này dành cho những người dùng cơ bản hay không. Khi nếu như anh em để ý thì có rất nhiều những cái điểm được cho nâng cấp, có rất nhiều những cái điểm hay ho, tuy nhiên nó lại không thực sự dành cho những anh em với những trải nghiệm cơ bản. Thay vào đấy, với một khoản tiền như thế này, họ sẽ thường xuyên hướng tới những dòng sản phẩm, đặc biệt nhất là những chiếc MacBook hoặc là những chiếc máy thuộc dòng Dell XPS hay Lenovo ThinkPad. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc tablet này thì hãy để lại cho chúng mình xin ý kiến ở dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay, hãy để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe. Nhớ bấm chuông không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Store TV.